Sống trên đời, mỗi người mang một nỗi khổ riêng. Phải biết vượt qua đừng bi lụy kêu than oán trách. Ai trong chúng ta cũng sẽ nhiều lần bảo với nhau rằng, đời là bể khổ. Đức Phật cũng từng nói, nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước biển. Đồng thời khẳng định bản chất của cuộc đời này là khổ. Vì trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời này, con người cũng không thể đứng ngoài quy luật của vô thường, ngược dòng cố chấp với những đổi thay khổ đau không đáng sợ bằng việc ta không dám đối mặt và chấp nhận sự khổ để thoát khổ vì vậy sống trên đời mỗi người mang một nỗi khổ riêng phải biết vượt qua đường bi lụy kêu than oán trách mời quý bạn lắng nghe video ngày hôm nay của chương trình và cùng chiêm nghiệm mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mỗi con người chúng ta đều có một cuộc sống khác nhau ai cũng có những nỗi khổ riêng cho bản thân không ai trong cuộc đời này là giống nhau cả bởi vậy nên đừng so sánh có những nỗi khổ có những phiền muộn của con người chúng ta luôn bắt nguồn từ những khó khăn mà cuộc sống đã mang lại và nó luôn tồn tại ở dưới nhiều trạng thái rất khác nhau có những nỗi buồn nó chỉ đến một chút nhưng cũng có những nỗi buồn lại thấu đến tận xương gan dù cho chúng ta buồn ở mức độ nào đi nữa thì cũng cần có sự kiểm soát để khiến cho lòng mình thanh thản và trở nên bình yên hơn tất cả chúng ta ai cũng đều có quá khứ nhưng lại cũng có người vì tiếc nuối quá khứ mà cứ mãi mê sống trong nó luôn luyến tiếc bản thân của mình ở trong quá khứ luôn luyến tiếc những điều mà bản thân vẫn đang làm dở dang cả đời của họ sẽ dòng vặt mãi không yên ổn hay ai, ai cũng dễ dàng bị quá khứ đeo đuổi nhất là khi chúng ta cứ mãi nhìn lại những ngày tươi đẹp đã từng có khi chúng ta không nhìn thấy được bản thân của mình đang lạc trong một vòng xoáy không nhìn thấy được những vết thương của mình sau những lần đấu tranh không tìm thấy được một nơi để yên nghỉ sau những sầm uất vô vị đó chính là một nỗi đau lớn nhất của cuộc đời mình vì người luôn nghĩ rằng bản thân của mình là người hiểu rõ mình nhất nhưng thực ra hoàn toàn trái ngược lại chúng ta cần phải buông bỏ những điều khiến cho bản thân của mình sầu não và phiền muộn nếu như chúng ta không thể buông bỏ được chúng không thể buông bỏ được những người và những việc đã từng đi qua không thể phút bỏ được những thứ khiến cho chúng ta cảm thấy mặc cảm và tội lỗi thì nó sẽ mãi mãi và dần dần đầu độc tâm hồn của bản thân mình khiến cho cuộc đời của chúng ta không có ngày nào có sự bình yên cuộc đời này chính là do bản thân ta tự quyết định con đường cũng chính là do bản thân mình đi nếu như chúng ta không biết đứng dậy để chiến đấu với nó thì đừng bao giờ hy vọng là sẽ có ai đó cho chúng ta đi qua những quãng đời đẹp đẽ. Đạo Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông không có ngày thôi chứ, vì nhân loại lúc nào cũng đấu tranh giành giật, chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên để rồi giết hại lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, con người đau khổ bởi sinh già bệnh chết, tâm đau khổ vì phiền não tham sân si, mạng nghi ác kiến trong gia đình khổ vì phải làm việc vất vả nhọc nhằn để lo cơm áo gạo tiền rồi thương yêu xa lìa khổ oán ghét mà gặp nhau hoài lại càng khổ hơn mong cầu mà không được cũng khổ thân ốm yếu hoặc sung mãn quá cũng khổ nghèo cùng với bao nỗi thiếu thốn khó khăn khổ là lẽ đương nhiên nhưng người giàu sang phú quý vẫn có những nỗi khổ niềm đau riêng ngoài xã hội lại khổ vì đấu tranh giành giật hơn thua phải trái, cứ như thế oán giận thù hằn ngày càng thêm chồng chất. Với hoàn cảnh thì phải khổ về thiên tai, sóng thần, động đất, bão lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh tràn lan vì sự ngu si mê muội của con người. Chúng ta thường nghe người đời than thở, "Trời ơi, tại sao tôi khổ quá vậy nè, ông trời ngó xuống mà coi, làm sao cho tôi hết khổ đây trời ơi." Người đời thường trách đất kêu trời than khổ đủ thứ chuyện vì nghèo khó vì bệnh tật vì thất nghiệp vì thất tình vì mất mát vì chia lìa tuy nhiên cũng có không ít người giàu có khỏe mạnh có sự nghiệp có tình yêu nhưng vẫn kêu khổ khổ ơi là khổ người già than khổ đã đành người trẻ cũng lại than khổ người ngu dốt than khổ kẻ thông minh cũng than thở đủ thứ chuyện nói tóm lại già trẻ lớn bé mỗi người đều có nỗi khổ niềm đau riêng khổ là sự khó chịu bất như ý không tọa nguyện là trạng thái tâm lý trái ngược lại với vui vẻ sung sướng hạnh phúc thoải mái dễ chịu hài lòng lạc quan và thỏa mãn nỗi đau đớn buồn phiền lo lắng sợ hãi bất mãn thất vọng tuyệt vọng đau nhất đều được xem là khổ chúng ta thường nghe nói có thân là có bệnh hay nói cho rõ ràng hơn có thân phải khổ vì thân Chính vì thế, ta cũng đừng trách tại sao phải như thế, con người đều khốn khổ vì mang thân bệnh. Khổ vì thân có hai loại chính: bệnh khổ và tai nạn khổ. Còn vô số cái khổ khác cũng làm cho con người ta điên đảo, từ chuyện nhức đầu đau trăng, cảm mạo cho những bệnh nan y do ảnh hưởng ô nhiễm của môi trường độc hại gây ra. Như vậy, ai làm người cũng khổ, vì thân hay bệnh khổ là điều tất yếu trên thế gian này. Nhưng những cái khổ đó chưa quan trọng bằng cái khổ bởi vô minh trong nhiều đời gây ra. Có nghĩa là không phân biệt được đúng sai, chánh tà, phải quấy, tốt xấu. Một người bình thường nhìn thấy người khiếm thị hoặc tật nguyền, họ nghĩ rằng nạn nhân chắc là thống khổ lắm. Nếu nạn nhân đó bị bản sinh thì họ cũng có cảm giác bình thường như bao người khác về thân thể. Còn người đang mù bỗng nhân được chữa trị làm cặp mắt xé lại thì có cảm giác sung sướng hơn người đang bình thường chính vì vậy một người đang sáng mắt và một bệnh nhân được chữa lành sáng mắt có cảm thọ khác nhau là do sự tác động tâm lý mà có nếu thân vật lý không bị tác động bởi trạng thái tâm lý thì cái gọi là khổ của thân vật chất chưa hẳn là thật khổ cuộc sống của chúng ta có quá nhiều nỗi khổ niềm đau luôn luôn bám víu vào thân phận con người khổ về bản thân như đau ốm bệnh tật già nua khổ vì người thân trong gia đình như bị mất mát chia lìa khổ vì vợ chồng không cảm thông và tha thứ cho nhau nên dẫn đến ly dị khổ vì con cái bụi đời nghiện ngập hút sách bê tha hư hỏng khổ vì phải làm việc nhọc nhằn vất vả để lo cho gia đình người thân như lo ăn lo uống lo mặc lo chỗ ăn ở lo nghèo giàu và đủ thứ chuyện khác khổ vì hoàn cảnh như chiến tranh thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh. Bỏ việc thi trót vì thất tình, vì của cải, bị phá sản, vì thua bài bạc bà bán hết gia tài, vì bị dựng hội mất hết một số tiền lớn, vân vân. Luận về những nỗi khổ ở đời thì bất cứ ai cũng có những nỗi khổ niềm đau của riêng mình, thật khó mà kể ra cho hết được. Khổ được biểu hiện qua phần thân và tâm. Cơ thể đau nhất là nỗi khổ ở thân này, chẳng hạn như cảm giác đau đớn do bệnh tật hay tai nạn và cảm thấy khó chịu do nóng lạnh đói khát. Tâm đau khổ như bất mãn, phiền muộn, buồn trầu, lo lắng, sợ hãi, bất an bởi những thứ không được hài lòng vừa ý. Tất nhiên, đã làm người thì phải chịu khổ, đau, nhiều hay ít, tùy thuộc vào trạng thái tâm lý, sự cảm thọ và nhận thức của mỗi người. Nguyên nhân của sự đau khổ do bản thân mình gây ra hay do tác động bởi hoàn cảnh xã hội, nhưng khổ đau có nguồn gốc từ sự tưởng tượng của con người. Người đã thật sự giác ngộ, chỉ khổ thân chứ không khổ tâm, bởi vì thân và tâm có mối tương quan mật thiết với nhau, do đó những nỗi khổ ở thân sẽ tác động đến nỗi khổ ở tâm nếu không biết tu. Nhiều khi thân đau nhất thì tâm trạng cảm thấy khó chịu, bực bội, dễ sinh ra nóng giận và hờn mát khi tâm buồn phiền lo lắng quá mức thì cơ thể uể oải mệt mỏi ăn không ngon ngủ không yên không thường người ta hay dùng từ khổ đau để chết.